Sau một chặng đường dài lái xe thì bây giờ hai vợ chồng Bích sẽ dừng tại một địa điểm để nghỉ ngơi một chút xíu, ăn kem và mua một số đồ, xem họ có hoa quả gì không thì mình mua. Đây được gọi là Countryside Family Farm. Đây là farm, đây là cái store của họ, cái trồng Noel. Họ treo một số loại cam khô này mọi người ơi. Không có gì không nào? Jason, mọi người thấy không? Rất là hảo ngọt luôn á. Chưa gì đã là chạy ngay đến quầy bánh kẹo. Trời. Sweet tooth. Yes. You are so ridiculous, babe. Chocolate hình alligator này. Oh, thank you. Oh, here. Oh, here. Ice cream here. Hi, how are you? Cả một chặng đường xa, bây giờ sẽ hai vợ chồng Bích sẽ ăn kem để gọi là refresh trong một chặng đường sắp tới. Vẫn là mình còn phải lái xe một chặng nữa tới khách sạn mọi người ạ. Đây là kem của Bích mọi người ơi, orange ice cream. Còn đây Jason. Jason Bích còn chưa kịp ăn, Jason đã finish là coi như là nhiều cái kem rồi. Refreshing. Ở đây họ có một cái pond, một cái hồ nho nhỏ, nhìn trông cũng rất là đẹp. Giờ ra đó ngồi, ra ngoài deck ngồi cho thoáng một chút. Lái xe hơn 3 tiếng trời nên là cơ thể khá là dịu dạo mọi người ạ. Nước cũng khá là trong này, nhìn thấy cả cá luôn. Đâu rồi, như là nó trốn mất tiêu rồi. Nó nghe, chắc nó nghe tiếng chân mình đi, nó trốn mất tiêu rồi. Jason vừa mới tìm ra một cái đường đi vào phía trong này. Oh, they say no smoking, never mind. I thought they say no food. Một không khí kiểu cảm giác như là đang ở trong rừng rậm Amazon vậy. Nó khác, ở đây khác, kiểu như là khác với cả cái khung cảnh ở Ohio. Lúc mà đi vào rừng ở Ohio nó nhìn nó khác á. Oh really? Oh no, I don't know, you might want to go further. I don't have bug spray. Đây họ bảo kêu là đây, những cái này có cả những con động vật này. Nhưng mà Bích không muốn đi vào sâu bên trong bởi vì sợ nó bị có nhiều cái con nó đốt á. Ngày hôm nay thì chưa xịt thuốc, thế nên là hơi bị sợ vào trong này muỗi rồi các con nó đốt. Đây người ta bảo là có cả những cái con này ở đây nữa nhưng mà không biết là như thế nào. Ôi, chưa gì mà đã thấy ngứa rồi đấy. Ok, let's get out of here. Yeah. Mới có đi vào vài bước chân mà đã thấy rất là nhiều muỗi xông ra để đốt rồi. Yeah, six maybe six. Hai vợ chồng Bích vừa mới được giới thiệu là có cái loại cam này, cam hay quýt này này, ăn rất là ngon ạ. Ông ấy, một ông khách, ông hình như năm nào cũng tới đây. Ông ấy mua cái loại cam này. Mình là ngồi lòng vòng ở đây một lúc thì hai vợ chồng Bích đã mua thêm một túi cam này. Thấy họ giới thiệu, mấy người tới đây họ giới thiệu là có cam ở đây
ngon. Và ngoài ra thì cũng lại mua một cái đồ linh tinh nữa, mua đũa tre và mua một cái bát, một cái gáo dừa như thế này. Immediately got a bug bite in the trail. Oh, look at me, babe. I have so many. Yeah, you just start scratching. Nothing's even happening. No, I have. Look at this. My skin is all red now. Becca, thực sự là Jason còn ít khi bị các con mấy con bò nó đốt, ít khi bị muỗi đốt đấy, chưa biết bị muỗi đốt thường xuyên luôn ạ. Every time when I go with you somewhere, I'm the one that always get a lot of bug bites. You don't get many because of me, babe. Bích luôn luôn là người thu hút các thể loại muỗi này rồi bọ nó đến đốt. Trời ơi, mới đứng ở cái chỗ rừng này một tí mà đã bao nhiêu, coi như là ngứa hết cả người luôn. Turn left onto 58th Avenue. I have a bug bite right here. Right on your face. Yeah, I have one down here is one I noticed. I smashed a bug and I felt it right here. I didn't know it bit me. I know, I don't think that's a mosquito. That's something else. I don't know. Turn left on 15th Avenue. Hai vợ chồng Bích sẽ tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo mọi người ạ. Bây giờ thì Bích sẽ bóc thử cái cam mà... có một cái ông khách ông ấy giới thiệu. Rồi, mọi người nhìn thấy. Lúc mà bóc ra đấy, mọi người có nhìn thấy không? Cái gì nhỉ? Cái dầu trong cam nó bắn tung tóe luôn. Continue on 85th Street for half a mile. Bích sẽ giữ lại mấy cái vỏ cam này để phơi khô. Nó sẽ rất là thơm. Không ngon bằng nhiều loại cam ở Việt Nam mình á. Cũng ok, cũng bình thường. Không đặc sắc lắm nhưng mà thực sự là chẳng hạn như là cái loại này ở chỗ Big ở Ohio thì đúng là không có. Hoặc là có thì cũng không ngon á. Không vậy. Cũng ok thôi. Không phải là đặc sắc lắm. How do you think, babe? Turn left onto US 1 North. Nó chỉ ngon hơn cái loại mà Bích hay mua ở Ohio thôi, chứ còn ở Việt Nam mình thì có nhiều loại cam ngon, cam quýt ngon hơn á. Cũng được. Your destination is on the left. Người ơi, vậy là hai vợ chồng Bích đã tới được khách sạn rồi. Chỗ khách sạn Jason đặt nó hơi lạ lùng. Khách sạn này thì hai vợ chồng Bích là đặt là 100 đồng một đêm. Thì hai vợ chồng Bích sẽ ở hai đêm, thứ bảy và chủ nhật. Thì thứ bảy và chủ nhật là hai vợ chồng Bích sẽ dành coi như là cả ngoài toàn bộ cả ngày là đi thuyền để đánh cá. Thế nên là chỉ về đây là buổi tối thôi. Cái chỗ khách sạn này thì Bích sẽ không bay cho mọi người bởi vì nó sao nhở, nó giống motel á. Cũng không có cái gì đặc sắc để quay cả, chỉ có cái giường này, TV, tủ lạnh và nhà vệ sinh thế thôi, cũng không có cái vấn đề, cũng không có cái gì đặc sắc hết. Thì cái chỗ thực sự là cái chỗ mà hai vợ chồng Bích đến kiểu như là thuê thuyền để đi câu cá thì rất là khó để tìm được nhà cho thuê, khách sạn cho thuê. Coi như phải đi tìm rất là tìm mãi thì mới hình như là có cái chỗ này. Babe, is it true that it's difficult to find a place to stay here? Around this area? Yeah, around this area. There was a place, but it was far away from us. Because it's not like a tourist attraction, right? No, I don't think so. Right? Right. Well, why? Are you going to bring anything in, or am I just... I'm going to do my video first. Okay.
my tripod at this. Yeah. Yeah, I'm ready. Thì Jason hỏi biết là đã sẵn sàng để quay Jason ăn cái bánh này chưa. Đây, cái này là mua ở Trader Joe lúc nãy đi mọi người ơi. Cái bánh mà người ta kêu là rất là hot đó. Wow, that's huge. Yummy. Jason là chúa hảo ngọt. Let me know how it tastes like. That's good. Pretty good. But you know what I feel like? This can be a necklace. Just eat it. Yeah. I'm trying to bite. Yeah. You finish it. Khá là thơm. It's good, it's really good. Not too sweet, just good. A lot of layers.